Nếu được cho làm thử thách một ngày 24 giờ ở đâu á thì tôi nhất định sẽ chọn là siêu thị tiện lợi nha mọi người. Mọi người có biết tại sao không? Nếu mà muốn biết á thì xem hết clip. Sẵn đây tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện mà tôi đã đi 7-Eleven. Mỗi lần mà tôi vô trong đây giống như là tôi bị mê hoặc á mọi người. Trời ơi, tôi thấy cái gì tôi cũng muốn mua muốn lấy hết trơn. Đặc biệt là những cái quầy mà bán đồ ăn đồ uống á. Trời ơi là trời, nó trang trí quá trời là bắt mắt à. Với cái đứa mà có niềm đam mê với ẩm thực như tôi á thì sao mà cưỡng lại được mấy cái thứ này. Nè mọi người nhìn thử cái quầy kem đi, có hoành tráng lệ quá không? Có mấy loại kem nhìn lạ lắm, tôi chưa ăn bao giờ luôn. Nếu tôi nói cái này là kẹo trứng ốp la mọi người có tin không? Nhìn nó không khác gì cái trứng ốp la luôn. Trong lúc tính tiền, ánh mắt của ta đã pha phải vào cái bảng này. Bánh mì nóng giòn giảm giá còn 19.000 một ổ. Với cái đứa đi 7-Eleven như cơm bữa mà giờ mới biết là ở đây mới có thêm món bánh mì nữa. Ngại gì mà ông thử, tôi ngổ chị tôi ngổ. Đang có khuyến mãi mà rẻ quá trời luôn. Chưa ăn nhưng mà nhìn cái khâu chuẩn bị là thấy kỹ càng sạch sẽ rồi đó. 1 2 3 vô. Ly trà tát ở đây có 15 cành mà to chà bá luôn. Tôi thì gọi bánh mì thập cẩm, còn bà chị thì gọi bánh mì lá lốt. Cắn vô cái đầu tiên cảm nhận là cái vỏ bánh mì bên ngoài rất là giòn. Phần nhân bên trong được cho đầy đặn chất lượng nha. So với tầm giá như vậy thì quá ổn. Tiếp theo là không biết ăn kem này hay là kem này. Thôi quyết định rồi, ăn kem Việt Quốc. Cái kem này bên ngoài là vỏ bánh mông lan, còn bên trong là nhân kem Việt Quốc. Theo tôi thấy á, ăn miếng đầu tiên á thì thấy nó ngon, nhưng mà ăn 2-3 miếng rồi thấy nó ngọt nha. Tiếp theo là mổ xẻ tới bánh mochi nhân vani. Cái bánh này phải nói là rất ngon luôn nha. Bên ngoài là cái lớp mochi dẻo dẻo, bên trong là nhân kem vani không quá ngọt. Món này tôi cho 10 điểm. Cuối cùng là món mà tôi hy vọng nhiều nhất nhưng cũng là món thất vọng nhất luôn. Mở cái hộp ra là nghe mùi hóa học liền. Nhìn nó giống như là trứng ốp la đồ chơi vậy á mọi người. Ứng cái chồng đỏ mà nó không có di chuyển luôn. Tôi tự chứng ngay với bản thân á là nó sẽ ngon, nhưng không chê nha, nó dai nhách.